Dựa đầu vào chiếc gối mà ngủ. Các môn đệ đánh thức người dậy và nói: Thầy ơi, chúng ta chết đến nơi rồi. Thầy chẳng lo gì sao? Người thức dậy ngăn đèn gió, truyền cho biển. Im đi, cầm đi, gió biển tắt và biển lặng như tờ. Rồi người bảo các ông, sao nhát thế? Làm sao mà anh em vẫn chưa có lòng tin? Không hoảng sợ mà nói với nhau. Vậy người này là ai? Mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh. Khi chiều xuống, đó là câu mở đầu bản tin mừng chúng ta đang nghe. Từ nhiều tuần nay, dường như chiều đã xuống. Những bóng đen dày đặc phủ trên các quảng trường, các đường phố và thành thị của chúng ta. Chủ trương đúng cuộc sống chúng ta, làm đời mọi sự bằng một sự im lặng bên trong và bằng sự chống đỡ hay vui. Tất cả mọi sự khi nó đi qua, người ta cảm thấy điều ấy trong không khí, nhận thấy nó có cách cử chỉ, quanh cái nhìn. Chúng ta lo sợ và ngỡ ngàng. Như các môn đệ trong bài tin mừng, chúng ta bất ngờ bị bão tố hung bạo phủ dậy. Chúng ta nhận thấy mình đang ở trên một con thuyền, tất cả đều mong manh và không định hướng. Nhưng đồng thời, tất cả đều quan trọng và cần thiết. Tất cả đều kêu gọi cùng chào với nhau. Tất cả đều cần an ủi nhau. Tất cả chúng ta đều chuyển con thuyền đi. Những môn đệ trong bản tin mừng đồng thanh và lo âu nói với nhau. Chúng ta chết mất. Chúng ta cũng nhận thấy mình không thể tiến bước nếu mỗi người chỉ lo cho mình và cùng nhau.
Điều khó khăn là làm sao hiểu được thái độ của Chúa Giêsu. Trong khi các môn đệ tự nhiên thấy hốt hoảng và tuyệt vọng, thì Chúa ở phần cuối thuyền, đây là phần dễ bị chìm trước tiên. Điều khó khăn là làm sao? Ngài làm gì thế? Mặc dù những dao động hối hả, Ngài vẫn ngủ yên. Tiếng thác của Chúa, đó là lần duy nhất trong tin mừng mà chúng ta thấy Chúa Giêsu ngủ. Và khi Ngài bị đánh thức, Chúa cho gió yên biển lặng, rồi nói với các môn đệ với giọng khiển trách: tại sao các con lại sợ? Các con chưa có đức tin sao? Chúng ta hãy xem cách thức các môn đệ kêu cầu: thưa Ngài, Thầy chẳng quan tâm gì đến sự kiện chúng con sắp chết sao? Thầy chẳng quan tâm. Họ nghĩ rằng Chúa Giêsu không nói ngoài gì đến họ, không chăm sóc họ. Giữa chúng ta, trong các gia đình, một trong những điều làm đau lòng nhất đó là khi chúng ta nghe nói: anh chẳng quan tâm gì đến em gì cả. Đó là một câu làm thương tổn và tạo nên bão tố trong tâm hồn. Câu ấy cũng làm tổn thương cả Chúa Giêsu, vì chẳng có ai quan tâm đến chúng ta hơn Ngài. Thực vậy, sau khi được kêu cầu, Chúa đã cứu vớt các môn đệ thiếu lòng tin. Bão tố và trần sự dễ tổn thương của chúng ta và cho thấy sự an ninh giả tạo và thừa thải. Qua đó chúng ta đã xây dựng những chương trình hoạt động, những dự án, các tập quán và những ưu tiên của chúng ta. Nó tỏ cho chúng ta thấy chúng ta đã lơ là và bỏ qua nhiều nuôi dưỡng, nâng đỡ và ban sức mạnh cho cuộc sống và cộng đoàn của chúng ta. Bão tố để lột tất cả những chủ tâm gói gặp, gói lại và quên đi những gì đã nuôi dưỡng cái hồn của các dân tộc chúng ta. Tất cả những tâm tính gây mê của những tập quán có vẻ là cứu thoát, nhưng không có khả năng tham chiếu những căn gọi và nhắc nhớ tới các vị tiền bối của chúng ta. Và vì thế khiến cho chúng ta không còn khả năng miễn dịch cần thiết để đương đầu với những nghịch cảnh. Bão tố cũng là nơi mất những mánh khóe chúng ta dùng để ngụy trang, đó là cái tôi của chúng ta, đó là thái độ luôn lo lắng về hình ảnh của mình. Một lần nữa, chúng ta khám phá thấy điều tốt lành là chúng ta cùng thuộc về nhau, cùng là anh chị em của nhau. Tại sao các con lại sợ hãi? Các con chưa có niềm tin sao? Lạy Chúa chiều tối hôm nay đánh động và có liên hệ tới tất cả chúng con. Trong thế giới chúng con hiện nay, thế giới mà chúng con yêu thương nhiều hơn cả chúng con yêu. Thế giới mà Chúa yêu thương nhiều hơn cả chúng con yêu. Chúng con tiến bước rất mau lẹ, cảm thấy hùng mạnh và có khả năng trong mọi sự. Chúng con ham hố lợi lộc để cho mình bị vật chất cuốn hút mất và bị choáng váng vội vã. Chúng con không dừng lại trước những lời nhắc nhở của Chúa, không thức tỉnh trước những chiến tranh và bất công trên thế giới. Chúng con đã không lắng nghe tiếng kêu của những người nghèo và của trái đất của chúng con đang bị bệnh nặng. Chúng con cứ tiếp tục tiến bước, chúng con lại khẩn cầu với Chúa. Lạy Chúa, xin hãy. Tại sao các con sợ hãi? Các con chưa có đủ đức tin sao? Lạy Chúa,
Chúa kêu gọi chúng con, một lời kêu gọi hãy tin tưởng. Không phải chỉ tin Chúa hiện hữu cho bạn, hãy đến cùng Chúa và tín thác với Chúa. Trong buổi trai này, vâng dội lời kêu gọi cấp thiết của Chúa, hãy hoàn cải, hãy hết lòng trở về cùng ta. Chúa gọi chúng con hãy đón nhận thời điểm thử thách này như một thời điểm chọn lựa. Đây không phải là thời điểm phán xét của Chúa, nhưng là lúc chúng con phải suy xét. Thời điểm chọn lựa điều gì đáng kể và điều gì chóng qua. Tách biệt điều cần thiết ra khỏi điều không cần thiết. Lạy Chúa, đây là lúc điều chỉnh lại hành trình cuộc sống của chúng con hướng về Chúa và hướng về tha nhân. Và chúng con có thể nhìn bao nhiêu bạn đồng hành gương mẫu trong sợ hãi. Họ đã phản ứng bằng cách hiến mạng sống mình. Đó là sự mạnh tác động được Thánh Linh đổ xuống và nhào nặn thành những sự hiến thân, can đảm và quảng đạo. Đó là sự sống của Thánh Linh có khả năng cứu chuộc, nâng cao giá trị và tỏ cho thấy cuộc sống của chúng con được hình thành và nâng đỡ như những người bình thường, những người thường bị lãng quên. Họ không được báo chí nói đến, không xuất hiện trong những cuộc biểu dương mới nhất. Nhưng chắc chắn, họ đã viết đến biến cố quan trọng ngày nay trong lịch sử của chúng con. Đó là các bác sĩ, các y tá nam nữ, các nhân viên siêu thị, nhân viên vệ sinh, những người giúp việc gia đình, các nhân viên chuyên chở, các nhân viên công lực, những người thiện nguyện, các linh mục, nữ tu và bao nhiêu người khác đã hiểu rằng không ai tự cứu thoát của mình. Đứng trước đau khổ, có đó người ta đo lường mức độ phát triển tích thực của các dân tộc chúng con. Chúng con khám phá và cảm nghiệm lời nguyện tinh tế của Chúa Giêsu. Ước gì tất cả chúng được mê mộng. Bao nhiêu người ở lần này thực hành kiên nhẫn và đổi trải hy vọng. Chúng ta không gieo mắt kinh hoàng, nhưng gieo phải tinh thần đồng trách nhiệm. Bao nhiêu người cha, người mẹ, ông bà, giáo chức chỉ cho các trẻ em chúng con có những cử chỉ bé nhỏ và thường nhật. Cách thức để đứng đầu, cách thức để vượt thắng một cuộc khủng hoảng. Bằng cách điều chỉnh các thói quen, bằng cách nâng mình lên cao và khích lệ cầu nguyện. Bao nhiêu người cầu nguyện, bao nhiêu người dân hy sinh và chuyển cầu cho linh chung của tất cả mọi người, có rất nhiều. Cầu nguyện và phục vụ âm thầm, đó là những khí giới chiến thắng của chúng ta. Nâng đỡ và mang lại ý nghĩa cho những lúc này.
trong đó tất cả dường như bị chìm. Cứ thức dậy để đánh thức và hồi sinh niềm tin của chúng ta nơi sự phục sinh. Chúng ta có một cái neo trong thần giáo của Chúa, chúng ta được hưởng dụng. Chúng ta có một hòa tiêu trong thần giáo của Ngài, chúng ta được cứu chuộc. Chúng ta có một hy vọng trong thần giáo của Chúa, chúng ta được chữa lành và ổn. Vì không có gì và không một ai có thể tách biệt chúng ta ra khỏi tình thương cứu độ của Chúa. Giữa tình trạng cách ly, trong đó chúng ta đang thiếu thốn tình cảm quý mến với cuộc gặp gỡ, chịu được bao nhiêu thiếu thốn. Từ một lần nữa, chúng ta nghe được lời nói cứu độ. Chúa đã sống lại và sống cạnh chúng ta. Chúa kêu gọi chúng ta cùng chuyển tâm giá của Ngài. Hãy tìm lại cuộc sống đang chờ đợi chúng ta. Hãy nhìn đến người đang kêu chúng ta, hãy củng cố, hãy nhìn nhận và hãy kích động ơn thánh đang ở trong chúng ta. Đừng dập tắt tinh đèn còn mù khói. Không bao giờ lưu niệm, phải để cho niềm hy vọng được mù lên. Đón nhận thật ra của Chúa có nghĩa là tìm lại can đảm để đón nhận tất cả các nghịch cảnh của thời điểm hiện tại. Tạm bỏ sự lo lắng của chúng ta về sự toàn năng và chiến đấu. Đừng nhường chỗ cho tinh thần sáng tạo, mà chỉ có Chúa Thánh Linh mới có khả năng hướng dẫn. Điều này có nghĩa là tìm lại can đảm, mở ra những không gian mà trong đó tất cả mọi người đều có thể cảm thấy được kêu gọi và thực hiện những hình thức mới của lòng hiếu khách, của tình huynh đệ và tình thế giới. Trong thần giá của Chúa, chúng ta được cứu thoát để đón nhận hy vọng và để cho niềm hy vọng ấy củng cố và nâng đỡ tất cả các biện pháp và những con đường khả dĩ giúp chúng ta bảo tồn bản thân và giữ gìn. Đón nhận Chúa để đón nhận hy vọng, đó là sức mạnh của đức tin giải thoát khỏi sợ hãi và mang lại hy vọng. Tại sao các con lại sợ hãi? Các con chưa có đức tin sao? Anh chị em thân mến, từ nơi này nhắc nhớ đức tin kiên vững của Thánh Phêrô, tối hôm nay tôi muốn phó thác tất cả anh chị em cho Chúa. Nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ là sức khỏe của dân Ngài, là sao điểm giữa bão tố. Từ những hàng cột này như vòng tay ôm lấy thành Roma và thế giới, ước gì phúc lành của Thiên Chúa đổ xuống trên anh chị em như một vòng tay an ủi. Lạy Chúa, xin Chúa chúc lành cho thế giới, xin mang sức khỏe cho thân xác và an ủi cho tâm hồn. Xin Chúa dạy chúng con đừng sợ hãi, nhưng niềm tin của chúng con yếu ớt, chúng con nhát đạo. Nhưng lạy Chúa, Chúa không bỏ mặc chúng con trong bão tố. Xin Chúa lặp lại một lần nữa, các con đừng sợ. Và cổ của Thánh Phêrô, chúng con phó thác cho Chúa mọi lo âu, vì Chúa chăm sóc chúng con. Xin mời quý vị và các bạn thân lạc trong thiền lặng.
chia sẻ. Rồi đây, xin trả đến chụp ảnh Đức Mẹ là phần đối của dân thành Roma và con nguyện Đức Mẹ qua lượng kinh mạc thân thiện. Dưới sự che chở của Mẹ.
Thank you.
Trong giờ phút thanh nhàn này, tất cả chúng ta, mỗi người cùng dâng chú ý nguyện của mình.
Trong thiên đàng của lòng, và dâng lên Chúa ý nguyện của tôi, trong gia đình tôi, của những người thân yêu của tôi. Tôi rất là cầu nguyện cho toàn thế giới. Tôi rất mong muốn chính niềm tin của mình. Nếu tôi có giống như các môn đệ, như Chúa hỏi, anh em vẫn không tin sao? Chúng ta cùng đọc kinh cầu, xin cứu độ chúng con khỏi bệnh tật sợ hãi.
Chúa xin an ủi chúng con. Lạy Chúa xin ban cho chúng con thần khí của Chúa. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã đổi lại cho chúng con ý thức mình và máu thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu thương nạn và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính đến điều ý thức kỳ diệu này, để luôn được tìm thấy ơn cứu chuộc. Chúa, ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa là Thiên Chúa hằng sống và hiện diện cùng Chúa Cha, hiện diện với Chúa Thánh Thần để muôn thuở muôn đời. Và giờ đây là đêm của
Quý thính cha, bạn chỉ có sẽ bàn về thần giáo, thực hiện gia phổ kết luận với tất cả những người nhận lãnh phép hành minh thánh, cần người được theo dõi của phương tiện truyền thông thánh đạo thành viên truyền hình cũng như các phương tiện kỹ thuật truyền thông khác và cho tất cả những người thông tin viên chúng tôi công việc đi có thể theo dõi các phương tiện truyền thông với các điều kiện theo thông lệ là xin cầu kết lễ và cầu nguyện cho quý giáo hoàng.
Okay.